Lúc 21 giờ ngày 11 tháng 3, trên đường Hồ Chí Minh, tại km 1688 800, đoạn qua xã Era, huyện E Leo, Đắk Lắk, đã xảy ra vụ tai nạn làm hai người chết. Thời điểm trên, ông Nguyễn Văn Hùng, ngụ xã Era, huyện Eka, điều khiển xe tải chở gà lưu thông trên đường Hồ Chí Minh hướng Đắk Lắk đi Gia Lai. Khi xe tải đến km 1688 800 thì bất ngờ mất lái, lật bên đường khiến phần cabin bẹp rúm. Sau khi xảy ra tai nạn, người dân sống hai bên đường dùng các vật cứng cạy cabin đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, tài xế Hùng và phụ xe Nông Văn Cường, 43 tuổi, ngụ xã Eda đã tử vong. Riêng anh Long Văn Sơn, 26 tuổi, ngụ xã Cư Huê, huyện Eka, ngồi sát bên cửa phụ trong tình trạng nguy kịch. Sau khi xảy ra tai nạn, người dân phụ nạn nhân gom số gà trên đưa vào lòng. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.